đi ra thì trước một miếng nằm đây giới thiệu quán bún hải sản, địa chỉ số 19 ngõ 48 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Bún hải sản bún này cho ớt nha, ớt này. Tỏi, hạt tiêu, cho thêm một chút ớt chưng, thêm một ít ớt chưng cho màu nó đẹp. Đấy nhá. Bát bún hải sản thập cẩm cũng bao gồm này, cá rô phi chiên này, tôm này, bề bề rất ngon, rau này, rau sống, một tí tô rau sống rất là ngon. Trộn đều lên nha. Bát bún rất là ngon. Ngon không? Tôm rất là ngon. Thêm rau sống rồi nha. Đúng rau sống rồi. Sống đúng rồi. Cá bề. Tôm và bề bề đấy, ăn rất là tươi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.